Xin chào cả nhà nhé, chào cả nhà một ngày mới, một ngày đẹp trời, cứ nói đẹp trời là không đẹp đâu cả nhà, đang mưa phùn gió lồm ẩm quá, ẩm ướt quá. Hôm nay mình lại chia sẻ cả nhà lại làm một quả tim trâu to lắm, đấy, đổi vị đi làm quả tim trâu để mấy chú cháu mình lại xào nấu ăn, đấy, có đầu bếp Hải và thằng đầu bếp Phi nữa. Hello, chào cả nhà nhá. Đấy nên chuẩn bị bứt khế này cả nhà. Khế đầy lúc nào rất là. Đấy, đầu bếp Hải đã xuống để đã đến để chế biến món tim trâu xào nhưng chưa biết xào gì. Oh, hello cả nhà, chào cả nhà nhá. Đang ngoài ngắm cây đào. Ngoài ngắm. Đào chơi xong tháng riêng. Đấy. Đào ngắm đào. Đẹp, đang ngắm. Đào đang nở hoa đẹp đúng không? Lâu lắm mới gặp này. Đào này nở hoa, tại để nó ấm nó nở tách bạch để ngoài trời nó rét nó còn lâu nó mới nở. Đúng là khủng nào đó. Đây, tìm trâu này cả nhà to chưa? Khiếp nhờ quá. Hai anh em mày ở nhà làm nhá. Tao ra chợ tao mua đồ tí chú Tôn chú lên đấy. Bóp hành này. Con bông nhá. Tao ra mua nhanh con chú Tôn chú đang ngoài đồng về chú lại bảo lừa chú. Mình đang lừa bù Tôn đang bơm nước ngoài ruộng nhà nó và vào ngay vào luôn cái cháu đang chờ. Lừa nhau như tâm cúc. Đầu với Hải đã thái được một đĩa. Tim trâu nha. Đấy. Đấy. Cả lá luôn. Cho cháu uống. Ừ, đây cái uống. Sần sật. Đấy, ăn sần sật đúng không? Mỡ còn cái là cái mỡ. Bỏ đi đứng ấy. Tim trâu xào toàn đồ tây nhá. Cần tây, tỏi tây, hành tây. Chúng đang bơm nước ngoài ruộng nào. Đây, thôi lên mình góp góp vui tí. Đấy, trẻ ra thế. Cắt khúc ngắn là đúng không? Cắt làm đôi cho nó. Cái cây cái cây cần tây này nhà anh trên kia rồng đang tốt lắm mà thôi cứ tiện thể nó mua ông Hải ông kêu là mua tiện thể mua luôn kiểu có bốn ngại có bốn người cái này trẻ ăn được mà không có tước này cắt ngắn này chưa cắt ngắn là làm đôi nữa này thôi xào cho nó cong cong à cho nó sướng cái mồm vẫn nguyên sợ nó quấn dính vào mồm ấy. Đấy thế là bốn người làm quả tim trâu này là nhâm nhi là chán rồi. Đấy, cho lên bếp ga cái nhá. Trời nó đang lồm ẩm cả nhà, nó cứ ẩm ướt này, mưa gió lồm ẩm, mấy bữa là bảo thế tăng cường gió mùa. Trước này cũng là chân là chỉ đạo cố bàn lối anh đám ấy một thời, tìm trâu làm về ăn nhậu mà, cứ ăn nhậu cái gì làm cái gì, là quay video có video để cho cả nhà chia sẻ cả nhà xem, đấy cứ thấy anh em con cháu rảnh rỗi, còn chú tôi là đang đi bơm nước ngoài ruộng. Có một quả tim trâu làm như là nhà có đình có đám luôn rồi cả nhà thấy hoành tráng không? Làm video ăn nhậu nó vui nó ở cái điểm như thế cả nhà chia sẻ cả nhà cùng xem cho nó vui thư giãn cả nhà xem thì rất thư giãn rồi món ăn thì nó lại vùng miền người thì sao kiểu này người nấu kiểu kia hành tỏi ớt thơm chưa chuẩn bị đưa nhắm nhắm cho em cái đĩa tim đi. Có thêm hơn cân nhưng mà cân. Đây là cân mấy chứ là xào xong rau có sơ xúc vào cái khay nhôm như mới đủ được thơm nhỉ ngọt quá nguyên dàn vã hết bố rồi tí nữa bổ một quả để ngoài ăn ghém Vi ơi vướng toàn đồ tây được ngon nhỉ nhưng mà thơm như nhà có đám nhỉ đấy cả nhà đúng có quả tim trâu hơn một cân thôi nhưng mà xào ra nó lở ra chưa nhiều chưa quá nhiều thế này có bốn chú cháu mình là bục phố rồi đấy to chưa thế này phải lấy cái khay to nhá phải lấy cho cái khay to cái này nó là một đĩa được hết không một đĩa to tướng đấy cả nhà nha xuống hết cả đĩa vào đây tí xìa húp ui dồi nhiều lắm sợ đơm làm sao cho nó kín rồi hết đi nhiều quá cả nhà cũng quả chứ nó rau cỏ nhiều mời cả nhà nhé, đây là tim trâu xào với đồ tây, ngọt cũng phải được á, Huy ạ, hay nó xào được đúng tới tầm không bị gì, không bị khô, ngon thật rồi. Nhà nhá, là nằm đĩa tim trâu xào toàn đồ tây hết, còn tim trâu đồ tây, đúng với người ta, mời cả nhà đấy, rồi nhấm lên, ăn mạnh vào cái bụng thôi, một đĩa to khổng lồ cho cả nhà, một quả có hơn cân nhưng mà hành tỏi tây các kiểu vào là nhiều đấy, vừa bạn thằng nó khôn này nó rắc cái hạt tiêu để ăn thơm ngon thật hạt tiêu nóng đốm này hạt tiêu quan ta giang kỹ thuật lắm
Hái cho em bông một miếng đi. Chọn miếng tim nó nặng nặng. Cục cưng cục vàng. Húp luôn cái nước ngọt lắm. Đấy, đây là bác phải làm miếng dứa. Món này thì miếng tim nó phải trắng trắng này. Ăn đúng vị trâu. Bữa nay gần cuống. Đấy, trâu người nhà nhá. Toàn tây. Toàn tây. Và mồm là ngồi hướng gì nữa? Và mồm ngồi hướng tây. Cũng lại quay hướng tây à? Quay hướng tây. Ừ, đúng rồi, mình ngồi quay hướng mặt trời lặn rồi. Tim này nó mềm. Tim này ngọt. Nghĩ là xào cơ mà chủ yếu cái công đoạn xào các bố biết xào như tao không biết xào, hay là nhiều người không biết xào là no, nó khô, nó kỹ, là săn. Xào tới tầm nó ăn nó ngọt. Nhai nó giòn, nó ngọt. Rồi cho nó miếng đen. Đấy, không có nước vài con này. Còn phải chơi miếng đen rồi đây. Đấy. Anh em mạnh vào. Gắp miếng đen này mà gắp cái cuống tim mà nó dai rắn rắn rắn. Nạ keng à? Dạ. Dòng này cứ mưa phùn gió bấc này, cái gió ẩm đồm ẩm thấp này khó chịu một lần. Đó, sơ đâu đúng không ạ? Ừ. Từ ngày mai là chắc. Nhà cửa sân sướng, mẹ, quần áo nó hôi hãm. Mang đi thuê giặt rồi ra mang thuê người ta giặt, vẫn không khô được. Do không khí nó đã ẩm rất. Đỏ hơn 90%. Ăn miếng kẹp này, miếng hành tây này. Tim trâu ở giữa này, giữa, giòn ngon chua sột, dưa này ngon, thế thôi. Nhưng mà mình bác đã bảo là ăn nó không ăn là lần sau không cho đi, nên là hãi. Ông cái này kẹp cái rau này ngon. Đấy, kẹp cái miếng rau miếng tim ở giữa bạn. Còn đấy ăn còn đấy ăn nói mồm nữa nha, tim là ăn. Nóng ờ nóng nóng nợn là không ăn, ý là nóng nóng non là không ăn, ăn nồng già thì ăn, ăn nồng giò là ăn mỗi cái nõi thôi, mi gan là ăn gan kiểu nó không dám rớt răng à, chó má nó khôn như quỷ, nó khôn như người, răng nó bé, ôi nhiều cái nó mới dọn tao để ý là nó không nói thì mà chịu được, nó cần cái gì nó cứ nhảy lên giường nó ngồi cùng ra nó cào cào, thế là bán kẹo thế là bắt sáng như đèn ô tô. Nó xin đấy kiểu như thế là ăn kẹo dẻo nó không ăn đâu thì nó lại ăn cái kẹo bích quy gừng, cái bánh gừng này kẹo chả linh đan mà cứ thế xoạt xoạt bóng cái là ba cái con kia nó nghe nó đang ngủ nói mắt ra mà nó nhìn thấy cái xoạt xoạt tôi bóng cái là thôi không không rồi cả nhà này nói mà lúc quả tim có mà hơn cân rồi. Xào cái rau cỏ vào nó bao nhiêu sao hẳn cái đĩa to. Hạt tiêu hải khôn này chắc là đấy nhà mình cái gì nói chung là có nhưng mà chúng nó không ăn đâu, nạc đấy mà ăn tới canh bảo rang nó không rang, nó nhìn cho nó khác khác đấy. Ăn thêm hạt tiêu kìa cả nhà, đầu cái này tăng thêm tiêu này cũng tiêu tiêu này hình như là tiêu từ ngày góc mà khoát con tiêu qua sân chúng nó anh ấy là chú về hôm qua mới rang qua mới ra này. À, chú hay tự ai đấy. Mồ đâu ơi. Đã bơm nước về luôn. Giống này nhanh mà ăn em nó nguội, vẫn ngon. Đúng lắm rồi. Ừ, đúng. Mà ăn lên bơm nước mà lên để bốc hơi mất thì cũng là chả nóng. Ăn mà nhanh. Quả đây mà không làm là ta các bạn nửa thần toán vào chủ nhật thì chủ nhật lại vướng công việc rồi đây thôi. Bảo ra mà toán nướng thôi. Bỏ ra ướp gia vị từng miếng một xiên và sắt nướng. Cháu bận quá không tiếc ba con nhân kia mà ngon. Ui giời ơi, đại ngoan rồi hôm qua. Cảnh tương dừa rồi, thế là vẫn sảnh mà. Nó ăn một miếng để em tội nghiệp. Còn cá nha, mà không cá nha. Còn nó cắn, nó chỉ cắn yêu, cắn báo động cắn yêu. Ngày nào mấy con chó sổ ra mà ngồi cổng khổ thật. Chú cứ nhiều này, như anh giờ anh vào luôn nhiều này. Nhưng mà thấy công nhận không? Chú phải đi chó, đi khóc nơi, chó nhà ta nó đặc gấp. Khôn ngoan, sạch sẽ. Hai ngày tắm một đợt, dép biết thì đã bảo tắm một con nào đấy là nhảy cứ kiếm nó quen mà dép cũng nhảy luôn. Như con gấu này anh nhảy, à là dép bút này, chú nó tắm mẹ nửa người mới đi đây, lạ thế. Dép nó không tắm, nên chú như tẩy sấy cũng bất tắm. Nên chú nó ngồi ra xuống đang dép bút đấy, thả ra chuồng ra xuống vào tắm một ngũ là nề vừa run, thế vẫn cứ tắm. Nước ngọt sạch, nước ngọt nhỉ? Cái nước này có tô cơm nắng, cái này có tô cơm nắng.
có tô cơm ăn cả cái này như cái cơm. Nhưng kênh kênh của mình anh em con cháu là chỉ gọi là ăn nhậu luôn chứ còn cơm gì nữa. Địa to như thế này. Như thế này thì địa 7 6 mâm rồi. Như thế này. Ăn nó lo. Ăn ngồi nó lo rồi. Sáng trưa chiều tối quá. Sáng trưa ăn chỉ ăn trưa sáng miệng. Nhà người ta quá chuyện ăn lắm á. Mẹ phải cứ 4 cốc. Đấy còn quá chén á, không thì có chuyến á. Ông Tuấn hôm nay thì nhổ lấy vài chén nhưng mà thôi, như là các cháu chúc ông ngọn kia một từng vài chén thay nhọn lên cái là nó lên nhà thôi thôi. Nhà nó thôi ra mà. Nhớ mẹ nẻ quá, nẻ quá ý ý ta ra là chỉ làm bát cháo để cho chúng ăn thôi. Đấy, để về mục tiêu làm video ở nhà thế này. Thôi đến đấy rồi có ngủ trong mưa để ra, sao ngồi tí này rồi các khỏi nên chứ là đâu. Cậu cháu bắt cháu là cứ hô dí này là đưa phim non thế này. Đúng hấp. Mày là đổ đổi pha nếp tay nó đưa nó phải thiết cảm, đưa nó nhiệt tình mà đưa phải đưa đẻo ra đó được không. Đấy. Đưa nó phải nhiệt tình mà đưa phải có hồn vào. Đưa kiểu đưa này thế này nó phải đưa nó phải như gọi là thật tâm của mình ý. Đấy. 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 À, nóng này. Đâu phải hỏi nóng này mà bật quạt có ngay. Bật thẳng số to hay số nhỏ đâu? Bật thoải thoải đây coi. Số nhỏ. Đấy. Nhậu vào là nóng ngay đấy. Rồi cả nhà. Tháng 3 đến nơi. Nóng rồi, mùa hè. Toàn ăn đồ nóng này. Bắt tay là bông nó kiểu có dấu hiệu là ấy là nó phạt can, hai thằng mặt thì bắt tay rất mạnh cái là nó sẽ can này. Riêng bông nó chó nó khôn thật đấy. Kể cả ai nói chuyện với thằng nó to quá là nó có thái độ của nó này à, nghĩa là nó kiểu nó bình khủng khiếp. Tìm hiểu đấy đến lúc mình chay thế nào. Gấu trong đấy cũng uống được nhưng mà nó khó cho nó uống. Thắng nó tận của hạng ở đâu đấy. Làm mồm chỗ này bắt đầu quất thôi cái quát hàm này là thôi là ngồi vẫn ngồi đây mà. Đây là thắng gấp mà, là cho em bông. Vẫn là thẻ thùng không dám ăn. Uống này này. Phải nhút luôn. Cái món này mềm là nó nhai còn cái dai là không ăn đâu, nòng non nòng nước là không ăn đâu. Vừa đưa nhút luôn. Ngon nhai. Rồi cho em bông thôi. Đấy, sợi miếng trong cổ. Ôi, hôm nay phải ăn món nó sợi trưởng sao nó ăn nhiều thế nhỉ? Hôm nay không ăn đâu. Ăn hơi nhiều. Hôm nay ăn rất là nhiều luôn. Chúng cho cảnh ăn mấy mà. Mình ăn mà thấy ngon này đâu. Mà cay thế nó cũng ăn nhỉ, hạt tiêu đấy. Tiêu cay không mở hơn. Cay cay tương ớt đấy. Và nước kia thì xong cay như thế mọi người vẫn thù hực. Nó cũng quen. Ngon. Có thể ăn một cái chả gì cái nò đúng rồi đúng ở nhà là vừa ngon và vừa lo mấy cái lo là có bốn chú cháu rồi nhà nhìn cái đĩa là to hơn người cái gì đấy người ta lên danh mục rồi từ ngày xưa đến giờ là chỉ chia sẻ về những ăn uống nhậu nhẹt mồi ăn thế thôi đấy, thì mình đang làm là cái chủ đề của mình như thế mà như nặng ra bám vào cái khác là nó không được đề xuất đâu nó mất đấy. Chia sẻ đây thôi nhá. Video có thời lượng mình xin kết thúc video đây. Mỗi lần xem cho mình một like và đăng ký kênh chia sẻ mọi người biết nhá. Hẹn cả nhà đi sau các anh nhỉ. Chào nhá. Chào cả nhà đi sau nhá.